Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Saraha là gì? Saraha là ứng dụng cho phép mọi người đặt những câu hỏi hoặc gửi lời ẩn danh đến chủ tài khoản. Saraha được sáng lập bởi nhà phát triển Zainal Abidin Tofiq của Ả Rập Saudi với lời mô tả ứng dụng Saraha giúp mọi người tự phát triển bằng cách nhận những phản hồi ẩn danh có tính xây dựng. Có một điều ít ai biết đấy là từ Saraha trong tiếng Ả Rập có nghĩa là trung thực. Mặc dù sự trung thực này lại được thể hiện dưới dạng ẩn danh. Ứng dụng này có sẵn bằng tiếng Anh cũng như tiếng Ả Rập cho người dùng iOS và Android. Lịch sử phát triển của Saraha Zainal Abidin Tofiq dựa trên ý tưởng về nhu cầu của mọi người cần thoải và thẳng thắn trò chuyện mà không biết người gửi là ai. Nhà sáng lập lúc đầu tạo ra mạng xã hội Saraha dạng nền web đơn giản để nhân viên và lãnh đạo trao đổi thông tin nhạy cảm mà không sợ bị thù hằn cá nhân. Tuy nhiên, Saraha không thực sự thành công cho đến khi Zainal Abidin Tofiq nhận thấy cần mở rộng dịch vụ ra ngoài môi trường văn phòng. Ông đã giới thiệu Saraha cho những người bạn có tầm ảnh hưởng lớn và thật bất ngờ chỉ sau vài ngày. Lượng người dùng ứng Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Ứng dụng đã tăng từ 70 lên hơn 1.000, từ đó, Saraha lây lan rộng trong khối các nước Ả Rập như Liban, Tunisia. Đầu năm 2017, ứng dụng cập bến thị trường Ai Cập rồi bất ngờ tăng vọt lên hơn 3 triệu người dùng, trở thành app phổ biến thứ 102 của quốc gia này. Sau đó, Zainal Abidin Tofiq đã quyết định tạo ra phiên bản ứng dụng di động cho Saraha. Zainal Abidin Tofiq thuê bên thứ ba phát triển app Saraha rồi đưa lên App Store ngày 13 tháng 6 năm 2017. Sức hút của ứng dụng ẩn danh mang tên Saraha nhanh chóng lan tỏa và trở thành một trong những ứng dụng nổi bật nhất App Store của Apple cũng như có thứ hạng cao trên Google Play. Các tính năng của Saraha: nhắn tin nặc danh, ẩn địa chỉ người gửi, tích hợp tính năng mạng xã hội, chặn tin nhắn không mong muốn, giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Điều khác biệt của Saraha với các ứng dụng cùng chức năng khác đấy là Saraha không cho phép trả lời trực tiếp những tin nhắn được gửi đến. Bạn chỉ có thể trả lời những câu hỏi đó bằng cách đăng tải trực tiếp lên các trang mạng xã hội. Nhờ thế, trào lưu Saraha ngày càng được lan rộng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.